mình muốn chia sẻ với cả các bạn một đề tài khá thú vị và mới mẻ. Đấy là những cái vấn đề liên quan đến các vật dụng thông minh. Trong cuộc sống của mọi người phải thừa nhận là càng ngày thì những cái vật dụng thông minh càng xuất hiện nhiều, đúng không ạ? Từ đồng hồ thông minh cho đến chìa khóa thông minh, cho đến điện thoại thông minh, xe hơi thông minh, rồi đến cả cái nhà nó cũng phải thông minh. Vậy thì tại sao với những người yêu âm nhạc chúng ta lại không thể kiếm cho mình một cặp loa thông minh nhỉ? Có không? Có. Trước đây thì khó, nhưng mà bây giờ thì những cái cặp loa thông minh và những cái thương hiệu sản xuất loa thông minh người ta xuất hiện ngày một nhiều. Ví dụ như là bên tay phải của mình đây, các bạn có thể thấy hai chiếc loa, một chiếc loa theo dạng truyền thống và một chiếc loa theo dạng thông minh. Loa truyền thống là gì ạ? Là nó chỉ có loa thôi, nó không có cái gì khác ngoài loa cả. Và phía đằng sau là hàng cọc để cắm dây loa, mình phải có những cái nguồn phát rồi là âm ly khuếch đại âm thanh đi theo nó khá là phức tạp. Thế còn loa thông minh là gì? Loa thông minh nó khác ở với cả loa truyền thống ở những cái gì? Thì đây mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn. Điều đầu tiên là loa thông minh nó đa dụng. Nó là một dàn máy. Nó sở hữu tất cả những cái gì các bạn cần phải có ở bên trong một chiếc loa, từ một chiếc âm ly này, từ những cái đầu nhận các nguồn tín hiệu khác nhau. Với loa thông minh thì bạn có thể cắm TV này bằng cổng Optical, bạn có thể cắm máy tính bằng cổng AUX, bạn có thể cắm điện thoại hoặc là kết nối điện thoại thông qua cổng không dây Bluetooth, hoặc bạn cũng có thể chơi mang đĩa nhựa qua cổng phono. Quá nhiều các kết nối đúng không ạ? Và bạn không phải setup gì cả. Nhà sản xuất đã tích hợp sẵn âm ly ở bên trong này. Đấy là cái thứ nhất, tức là nó đa nhựa. Thứ hai là nó đa tính năng. Với một chiếc loa thông minh như thế này thôi, mình có thể phục vụ cho mục đích nghe nhạc này, mình có thể phục vụ cho mục đích coi phim, mình cũng có thể làm việc khi kết nối với máy tính, hoặc bạn cũng có thể sử dụng cho các bạn nhỏ để học online trong cái giai đoạn mà các nhà trường còn chưa mở cửa như hiện nay do dịch bệnh Covid gây ra, đúng không ạ? Một chiếc loa này nó được sử dụng với rất nhiều mục đích. Bên cạnh đó thì cái ưu điểm thứ ba của loa thông minh so với cả loa truyền thống là gì ạ? Đấy là âm thanh. Cái hiệu quả về mặt âm thanh của loa thông minh rất là tốt. Bạn không phải lo nghĩ đến cái chuyện mà tìm âm ly tích phối ghép cho nó nữa như ngày xưa, bởi vì nhà sản xuất đã tích hợp sẵn một cái mạch khuếch đại ở bên trong này. Và các bạn phải biết là nhà sản xuất loa ấy, họ là người hiểu nhất cái đôi loa của họ. Họ biết cách làm thế nào để cái loa của họ kêu hay nhất. Đó là lý do tại sao mà loa thông minh kêu rất hay, bởi vì họ đã tích hợp sẵn một mạch âm ly tối ưu cho cặp loa đây rồi. Đấy là ba lý do. Và lý do thứ tư tôi muốn chia sẻ với các bạn là tại sao mình lại gọi nó là thông minh, bởi vì là nó không moi ví tiền của mình đến đến mức độ là lõm ví. Một cặp loa thông minh như thế này rất là rẻ, ví dụ như cặp PSB này trong tay tôi chẳng hạn, chưa đến 10 triệu. Nó có thể giúp các bạn giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ giải trí cho đến công việc. Và nếu như mà bạn muốn có được một cái hệ thống có chất lượng tương đương như thế này, nhiều tính năng như thế này, với âm thanh hay như thế này, và ở trên một setup truyền thống, bạn sẽ phải bỏ ra từ 3 đến 4 lần tiền, đúng không ạ? Như thế thì có vẻ như là cái quyết định đầu tư của mình không 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 được thông minh lắm, khi mình chỉ bỏ ra một phần tiền vừa đủ vừa nhỏ, mọi người nhiều nhiều người có khả năng chi trả cho nó. Thì đấy là lý do tại sao mà những cái cặp loa thông minh này xuất hiện ra đời, nó giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và trong cái số tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chọn một cặp loa thông minh phù hợp với cả nhu cầu của từng cá nhân. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ like, subscribe kênh của mình, và nếu có thể các bạn để lại comment có vấn đề gì các bạn cần trao đổi thêm. Hãy để lại comment ở bên dưới clip của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.